Trong Liên Minh, mỗi tướng đều có cho mình những combo khác nhau, sử dụng chính kỹ năng của bản thân. Đây là một công cụ hiệu quả để người chơi có thể tối đa hóa sát thương, từ đó giành thắng lợi trong giao tranh. Nắm được thị hiếu của người chơi, Riot đã cho ra mắt những bộ trang phục không những vô cùng bắt mắt mà còn sở hữu hiệu ứng chiêu thức khiến bộ combo của tướng trở nên đẹp mê hồn. Vậy hôm nay hãy cùng xem game.com tìm hiểu top 7 trang phục khiến combo của tướng trở nên màu mè và bắt mắt nhất trong Liên Minh nhé! Lee Sin Tuyệt Vô Thần. Dù đã được ra mắt từ khá lâu, thế nhưng Lee Sin Tuyệt Vô Thần vẫn là một trong những trang phục rất được ưa chuộng. Dù Riot đã ra mắt thêm rất nhiều skin khác cho tướng này như là Lee Sin Ma Sứ hay là Fun Plus Phoenix. Thế nhưng dù cho có là Lee Sin Ma Sứ hàng hiệu, thì Lee Sin Tuyệt Vô Thần vẫn luôn chiếm trọn cảm tình của những người chơi Boban Charm Lee Sin chân chính. Không những sở hữu độ mượt mà của Lee Sin Quyền Thái, Tuyệt Vô Thần có mang đến cho người chơi hiệu ứng bắt mắt, không khác gì những Lee Sin được ra mắt sau này. Những động tác đấm với tông màu vàng chủ đạo khiến người chơi có cảm giác những cú đánh trở nên lực hơn. Không những thế, khi dùng trúng quy, sóng âm và e địa chấn, Lee Sin còn để lại một vết nứt nhỏ ở địa hình, mang lại cảm giác quyền năng cho người chơi. Chính vì những hiệu ứng được thêm vào một cách hoàn hảo, Lee Sin Tuyệt Vô Thần vẫn luôn là skin rất được ưa chuộng và luôn được dùng rất nhiều trong các giải đấu mỗi khi xuất hiện. Yasuo Ma Kiếm. Cũng giống Lee Sin, Yasuo là một trong những tướng sở hữu bộ combo khó thuần thục nhưng cũng đầy mãn nhãn và ngầu lòi. Hiểu được điều đấy, Riot đã không làm người hâm mộ thất vọng khi cho ra mắt sự kiện quyết đấu với hai nhân vật chính là Yasuo Ma Kiếm và Riven Thần Kiếm. Không cần phải bàn cãi quá nhiều về sự phấn khích của các fan anh chàng này thời điểm đấy, khi dù có giá rất cao, thế nhưng người chơi cũng không ngần ngại hiến thận để sở hữu cho mình bằng được trang phục này. Sở hữu ngoại hình quá hoàn hảo với mái tóc bùng cháy cùng đôi mắt rực sáng. Yasuo khi tích được lốc từ Q3 còn có thêm hiệu ứng bùng cháy trên cơ thể cực kỳ bắt mắt. Mặc dù lốc của Q3 nếu so với những skin khác thì có phần kém màu hơn, thế nhưng nếu dùng E kết hợp Q thì ánh lửa sẵn có trên người Yasuo và chiêu thức này lại như hòa quyện làm một. Cuối cùng chính là chăn chối trừ danh của đấng cũng được thêm thắt hình ảnh của những chiếc bóng đen chém xuyên qua người đối thủ, chứ không còn đơn điệu như những trang phục khác. Được ưu ái quá nhiều trong một bộ trang phục như vậy, không khó hiểu tại sao Yasuo Ma Kiếm vẫn luôn giữ được sức nóng của mình sau bao năm với rất nhiều skin mới của vị tướng này. Lucian Dân Chơi. Cái tên tiếp theo là một xạ thủ hiếm hoi xuất hiện trong bản danh sách, nhưng cũng sở hữu bộ combo bắt mắt không hề kém cạnh các tướng khác. Nếu bạn là một fan của Cinematic Liên Minh Huyền Thoại, thì chắc hẳn không thể quên phân cảnh đánh nhau cực ngầu giữa Lucian và Thresh. Khả năng bắn liên tục và lướt khiến cho Lucian luôn là một tướng có độ cơ động cao. Thế nhưng không một skin nào có thể làm toát ra được cái chất riêng của tướng này ngoại trừ Lucian Dân Chơi. Sở hữu hai khẩu súng có màu riêng biệt cùng hiệu ứng đèn neon vô cùng bắt mắt, Lucian Dân Chơi làm thỏa mãn thị giác của cả những người chơi khó tính nhất với những hiệu ứng của kỹ năng và tướng được thể hiện vô cùng đồng nhất. Không những vậy, khi dùng truy cùng diệt tận, trang phục này còn sở hữu hiệu ứng bắt mắt nhất trong số các skin hiện có của anh da đen. Mặc dù sở hữu rất nhiều hiệu ứng trong bộ kỹ năng và ngoại hình, thế nhưng Lucian Dân Chơi lại chỉ là một skin sử thi được bán với mức giá hời hơn rất nhiều nếu so với những skin huyền thoại lên đến 599 RP của anh ta.
Riven giả lập. Nếu bạn là fan cuồng của những trò chơi 2D tuổi thơ, thì vũ trụ giả lập nói chung hay là Riven giả lập nói riêng chính là bộ skin dành cho bạn. Sở hữu hiệu ứng 2D đặc trưng của các tựa game bom tấn cổ điển xưa, Riven giả lập hay là những trang phục cùng chủ đề đều có những hiệu ứng rất riêng. Thế nhưng Riven giả lập gần như là bộ skin thành công nhất khi sở hữu hiệu ứng ở hầu hết các chiêu thức. Khi dùng Riven giả lập, những pha quét kiếm của cô ta vừa có màu sắc bắt mắt ở hoạt ảnh. Không những vậy, nạn nhân bị dính chiêu sẽ hiện lên những chữ hit độc nhất vô nhị mà không một trang phục nào khác của Riven có được. Bên cạnh đó, chiêu cuối cũng như W kình lực cũng được chăm chút hoạt ảnh đúng với tinh thần giả lập. Nhưng mà cũng giống như Lucian dân chơi, mặc dù được chăm chút khá kỹ và sở hữu nhiều chi tiết độc nhất vô nhị, nhưng Riven giả lập vẫn chỉ được đánh giá là một skin sử thi mà thôi. Z, tử thần không gian. Trang phục đắt tiền nhất của Z và cũng là trang phục đáng mua nhất của tướng này, không gì khác chính là Z, tử thần không gian. Cũng giống Yasuo ma kiếm, Z, tử thần không gian khi ra mắt đã nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ người chơi khi anh chàng lần đầu tiên lộ mặt trước công chúng. Mặc dù pha lộ mặt của Z, tử thần không gian được đánh giá là khá fail, thế nhưng hiệu ứng kỹ năng của anh lại được đánh giá vô cùng tích cực. Không chỉ sở hữu những đòn đánh thường cực kỳ lực với những thanh kiếm được mọc dài ra theo đúng nghĩa đen. Phi tiêu của Z cũng có những đường nét vô cùng bén và được thêm thắt nhiều hiệu ứng khi dùng chính xác lên kẻ địch. Và cuối cùng chính là chiêu cuối được thêm vào hiệu ứng kết liễu độc nhất vô nhị. Với từng ấy hiệu ứng được thêm vào, Z tử thần không gian gần như xứng đáng với từng RP bỏ ra và là một trong những skin được bầu chọn đẹp nhất năm 2019 vừa qua. Vayne siêu phẩm. Nếu Z tử thần không gian là skin được bầu chọn đẹp nhất năm 2019, thì Vayne siêu phẩm chính là skin được đánh giá đẹp nhất năm 2017. Mặc dù được ra mắt từ tận 3 năm trước, thế nhưng Vayne siêu phẩm lại sở hữu một bộ hiệu ứng bắt mắt của tương lai mà ngay cả những skin sau này cũng không thể so sánh được. Chưa bàn đến những hiệu ứng cưỡi mô tô khi biến về hay là được buff tốc, Vayne dù không phải là một tướng có những combo giống Z hay Yasuo, thế nhưng cũng được Riot chăm chút rất nhiều trong các chiêu thức. Đầu tiên chính là phát bắn nội tại của Vayne siêu phẩm, sẽ hiện lên chi tiết về thông tin giống như bộ phim hành động về điệp viên tương lai. Khả năng nhào lộn của cô cũng được thêm vào những hiệu ứng rất bắt mắt. Thế nhưng thứ làm Vayne siêu phẩm trở nên nổi bật chính là khả năng thay đổi cả màn hình giao diện của người chơi khi dùng chiêu cuối. Với hiệu ứng thay đổi màn hình, người chơi Vayne siêu phẩm giống như được đeo thêm chiếc kính 3D và trải nghiệm trận đấu một cách siêu thực. Và dù sau này Pi siêu phẩm cũng sở hữu hiệu ứng này khi dùng lặn mất tâm, thế nhưng rất khó để có thể thay thế được vị trí độc tôn của Vayne siêu phẩm trong vũ trụ này.
KDA Akali hàng hiệu. Được bình chọn là trang phục đẹp nhất năm 2018 và là trang phục hàng hiệu đẹp nhất tính đến hiện tại. Sự nổi tiếng của KDA Akali gần như được biết đến ở mọi phương tiện truyền thông và đây cũng là skin được dùng đến 99% trong các giải đấu lớn nhỏ của Liên minh. 1% còn lại chính là Faker đấy. Là trang phục hàng hiệu đầu tiên xuất hiện trong Liên minh, KDA Akali hàng hiệu gần như đánh bật được tất cả những đối thủ nặng ký khác với những hiệu ứng đẹp mê ly. Không chỉ sở hữu ngoại hình bắt mắt với phong cách vô cùng hip hop, những họa tiết vàng rực rỡ của cô nàng còn được thêm vào đầy đủ trong bộ kỹ năng của mình. Đầu tiên chính là màu sắc rực rỡ của những pha quy, phi đao 5 cánh, cùng hình tròn nội tại được tô vẽ với những chi tiết vương miện và chữ ký của cô nàng. Bom khói và E phóng phi tiêu cũng sở hữu hoạt ảnh độc nhất khi bộ trang phục của cô được phát sáng nhưng nổi bật hơn với màu vàng dạ quang. Ngoài ra, biểu tượng trên người nạn nhân khi phóng phi tiêu được dùng lần 2 sẽ được đổi sang hình vương miện. Và cuối cùng chính là chiếu cuối trừ danh cũng được thêm vào dòng chữ KDA phát sáng cực kỳ bắt mắt. Với từng ấy hiệu ứng trong bộ kỹ năng, không lạ gì khi KDA Akali hàng hiệu luôn được coi là skin xuất sắc nhất trong tất cả các trang phục hàng hiệu và luôn đứng top đầu những skin mà Riot đã ra mắt tính đến thời điểm hiện tại. Vậy theo bạn trong Liên minh, oh no, this isn't good. They don't have ultimate, yeah, but there's still Teemo.